Vâng, xin chào tất cả các bác yêu audio. Ở cái video ngày hôm nay thì em cùng các bác chúng ta sẽ chia sẻ một cái cách phối ghép cho những cái đôi loa đồng trục, những đôi loa toàn giải mà cảm nhận của chúng ta đang thiếu giải trầm để chơi các loại tiết tấu nhanh và độ trung trầm của nó rất là nhiều. Thì ở cái đôi hát kích ngày hôm qua em test rồi thì hôm nay sẽ phối ghép cùng với cả đôi loa bass Molovox có đường kính 40 cm chạy với cuộn cảm là 1,2 mH. Rồi, tiện thể phối ghép để các bác nghe thử xem ra sao. Thì em bán luôn đôi loa bass 40 cm này của từ Anico rất là to. Ở cái video trước trước nữa thì biết rồi, các bác là chưa xem thì xem lại cái video đấy. Của từ nó rất là bá đạo, chưa từng gặp đâu. Rồi, con loa bass này có một đôi này có trị giá là 8 triệu đồng. Rồi ok, mời các bác nghe thử.